Cảnh sát biển Đài Loan vừa báo cáo đã phát hiện 16 thi thể dọc theo bờ biển phía tây hòn đảo này trong tháng 3, nghi toàn bộ là người Việt Nam trong đường dây buôn người. Tình trạng khan hiếm lao động ở Nga đang trở nên trầm trọng hơn do hàng trăm ngàn người từ các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế phải nhập ngũ hoặc chạy trốn khỏi đất nước để tránh nghĩa vụ quân sự. Công nghệ quốc phòng của Israel nổi danh với hệ thống vòm sắt cực kỳ hiệu quả. Sắp tới đây sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa với việc tích hợp hệ thống tia sắt, sử dụng tia laser để thiêu đốt và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ trên không với giá chỉ 2 USD cho mỗi lần đánh chặn. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo gần đây đã khiến cho người ta lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Elon Musk cùng một nhóm các chuyên gia công nghệ đã kêu gọi tạm dừng 6 tháng việc phát triển các hệ thống mạnh hơn để có phương án quản lý hiệu quả trước khi quá muộn. Tòa Thánh Vatican thông báo giáo hoàng Francisco bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ điều trị tại bệnh viện trong vài ngày. Phần tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Cảnh sát biển Đài Loan vừa báo cáo đã phát hiện 16 thi thể dọc theo bờ biển phía tây hòn đảo này trong tháng 3, nghi toàn bộ là người Việt Nam trong đường dây buôn người, truyền thông Đài Loan đưa tin vào ngày 29 tháng 3. Tin cho hay, 16 thi thể đã được phát hiện dọc theo bờ biển giữa các thành phố Đào Viên và Cao Hùng từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, làm dấy lên nhiều nghi vấn về hoạt động buôn người. Hầu hết các nạn nhân bao gồm cả đàn ông và phụ nữ được lực lượng tuần duyên Đài Loan phát hiện trên các bãi biển hoặc trôi nổi gần bờ biển. Vụ việc đã được chuyển đến văn phòng công tố quận ở Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam, Vân Lâm, Chương Hóa và Cao Hùng để điều tra. Phía Đài Loan chưa xác nhận được liệu các thi thể có liên quan với nhau hay không. Trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân vẫn chưa được xác định, báo cáo của Đài Loan nói rằng người ta tin rằng toàn bộ đều là người Việt Nam và là nạn nhân của đường dây buôn người vào Đài Loan. Cho tới nay, hai trong số các thi thể đã được xác định là công dân Việt Nam, còn 14 thi thể khác vẫn chưa được xác định. Dựa trên tình trạng phân hủy của các thi thể, nhà chức trách tin rằng thuyền của những kẻ buôn người có thể đã bị lật gần đường trung tuyến của eo biển Đài Loan vào khoảng đầu tháng 3. Thi thể của các nạn nhân có thể đã trôi dạt về phía nam xuống bờ biển Đài Loan theo dòng hải lưu. Các giới chức Đài Loan cho biết không có hoạt động đáng ngờ nào được xác định bởi radar ven biển trong khoảng thời gian được báo cáo. Đài Loan cho biết đã yêu cầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc hỗ trợ và các công tố viên đã mở một cuộc điều tra về vụ này. Tình trạng khan hiếm lao động ở Nga đang trở nên trầm trọng hơn do hàng trăm ngàn người từ các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế phải nhập ngũ để phục vụ chiến dịch của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, cũng như rời khỏi đất nước để tránh nghĩa vụ quân sự. Thiếu lao động có nguy cơ cản trở tiềm năng tăng trưởng của Nga. Phân tích của Bloomberg Economics dựa vào dữ liệu của Cục Thống kê Liên bang Nga FSS cho thấy, số lượng binh sĩ Nga tăng thêm gần 400.000 người vào năm ngoái, sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban hành lệnh tổng động viên một phần để huy động 300.000 quân nhân dự bị. Theo nhà kinh tế Nga Alexander Ishakov, tổng số người nhập ngũ mới thực tế của Nga hồi năm ngoái có thể đã vượt qua con số nửa triệu. Đã là vì dữ liệu chưa tính đến lượng tuyển dụng binh sĩ mới để lấp khoảng trống cho nhóm quân nhân hoàn thành nghĩa vụ và trở về nước sau khi tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine vào giai đoạn đầu. Dữ liệu cũng không xét đến hoạt động tuyển dụng của các công ty quân sự tư nhân, chẳng hạn như nhóm đến đánh, đánh thuê Wagner. Theo các nguồn thạo tin, điện Kremlin đặt mục tiêu tuyển dụng thêm 400.000 tân binh phục vụ ngắn hạn trong năm nay để chiến đấu ở Ukraine khi tổng thống Putin chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Ông Putin đã phê duyệt kế hoạch tăng quy mô biên chế binh sĩ Nga từ 1,15 triệu lên 1,5 triệu người, một mục tiêu có thể phải đến năm 2026 mới đạt được. Bên cạnh đó, hàng trăm ngàn người Nga trong độ tuổi quân dịch đã rời khỏi đất nước sau khi Tổng thống Putin ban hành lệnh tổng động viên một phần hồi tháng 9 năm 2022. Tình trạng đó có thể khiến dân số trong độ tuổi lao động của Nga giảm 6,5% trong thập niên tới. Cuối năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo khả năng mở rộng sản xuất trong nền kinh tế Nga phần lớn bị hạn chế bởi các điều kiện thị trường lao động khoảng 1 phần 3 các lĩnh vực kinh tế mà FSS theo dõi chứng kiến sự sụp giảm số lượng việc làm vào năm ngoái. Tuy nhiên, các hoạt động tuyển dụng tân binh đã bù đắp gần như tất cả các tác động tiêu cực đối với tỷ lệ thất nghiệp tổng thể. Lệnh nhập ngũ và hoạt động tuyển dụng của các công ty quân sự tư nhân kết hợp với làn sóng người Nga di cư khỏi đất nước dẫn đến sự sụp giảm lực lượng lao động nam và sự thiếu hụt lao động trong nhiều ngành công nghiệp. Các nhà hoạch định chính sách ở Moscow cảnh báo tình trạng thiếu lao động vốn ngày càng trầm trọng đang cản trở nền kinh tế Nga trong bối cảnh các doanh nghiệp tìm cách điều chỉnh để ứng phó các lệnh trừng phạt quốc tế. Hệ thống tia sắt Iron Beam đã giúp quân đội Israel linh hoạt hơn trong việc chọn lựa vũ khí thích hợp đối phó những mối đe dọa trên không. Trang Australian Defence đưa tin Israel sẽ trang bị vũ khí phòng không laser vào năm 2025 với kích thước bằng một container và có thể bắn hạ rocket, máy bay không người lái UAV, đạn súng cối ở cự ly lên đến 10 km. Được gọi là Iron Beam tia sắt, vũ khí mới sẽ gia nhập hệ thống phòng không Iron Dome vòm sắt, giúp giới tướng lĩnh linh hoạt hơn trong việc sử dụng vũ khí thích hợp cho từng mối đe dọa cụ thể. Hãng Rafael của Israel cho biết một lợi thế lớn của vũ khí năng lượng trực tiếp là chi phí vận hành rẻ. Mỗi một lần kích hoạt chỉ tốn vài USD điện năng với tiềm năng đối phó những UAV giá rẻ. Ông Eli Rory, giám đốc phát triển kinh doanh vũ khí năng lượng trực tiếp của Rafael cho biết, Iron Beam không có radar hay cơ chế chỉ huy và điều khiển, nó là một bộ phận nhằm tích hợp vào hệ thống lớn hơn. Theo ông, Rafael đã thể hiện năng lực của Bộ Quốc phòng Israel trong giai đoạn 2020-2021 đủ để gây ấn tượng nhằm hợp đồng phát triển hệ thống. Vào năm 2025, dự kiến chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống đầu tiên ở Israel. Đây có lẽ sẽ là hệ thống vũ khí laser năng lượng cao hoạt động đầu tiên trên thế giới. Ông phát biểu tại triển lãm hàng không Avalon ở Úc. Iron Beam phát ra năng lượng hơn 100 kW vào một điểm có kích thước bằng đồng xu và cần vài giây để gây thiệt hại lớn. Mỗi hệ thống gồm hai đơn nguyên, trong đó một phần chứa hai tia laser, trong khi phần còn lại cung cấp năng lượng và làm mát. Nhiều nước trong đó có Mỹ đã tìm cách phát triển các hệ thống laser năng lượng cao để trang bị một hệ thống khả thi. Israel cần vượt qua nhiều thách thức bao gồm cả về kỹ thuật theo ông Rory, có hai thay đổi then chốt trong những năm gần đây giúp quá trình phát triển toàn diện hệ thống laser có tiến triển. Một là sự trưởng thành của công nghệ, đặc biệt là quan học thích ứng bảo đảm chùm tia laser vẫn tập trung vào mục tiêu, bất chấp sự biến dạng của khí quyển. Một số mục tiêu cần vũ khí có năng lượng lớn hơn. Tuy nhiên, thay vì phát triển các tia laser năng lượng lớn hơn, ông Rory cho rằng có thể dùng nhiều tia laser từ các hệ thống khác nhau. Trong một thư ngõ viện dẫn những rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội và nhân loại, ông Elon cùng một nhóm các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và các giám đốc điều hành trong ngành này kêu gọi tạm dừng 6 tháng việc phát triển các hệ thống mạnh hơn CPT-4 mới ra mắt của OpenAI. Theo Reuters, Đầu tháng này, mạng OpenAI do Microsoft hậu thuẫn đã tiết lộ phiên bản thứ tư của chương trình AI GPT, khiến nhiều người dùng kinh ngạc với hàng loạt ứng dụng, từ thu hút người dùng vào cuộc trò chuyện giống con người, đến sáng tác bài hát và tóm tắt các tài liệu dài dòng. Bức thư và tổ chức phi lợi nhuận Future of Life in Chester, Viện Tương lai Đời Sống phát hành và có chữ ký của hơn 1.000 người, bao gồm cả ông Musk, kêu gọi tạm dừng phát triển AI tiên tiến cho đến khi các giao thức an toàn dùng chung cho các thiết kế như vậy được phát triển, triển khai và được các chuyên gia độc lập thanh tra. Các hệ thống AI mạnh mẽ chỉ nên được phát triển khi chúng ta tin tưởng rằng tác động của chúng sẽ tích cực và rủi ro của chúng sẽ có thể kiểm soát được. Bức thư viết, OpenAI không trả lời ngay lập tức cho lời đề nghị đưa ra bình luận bức thư nêu chi tiết những rủi ro tiềm tàng đối với xã hội và nền văn minh do các hệ thống ai cạnh tranh với con người gây ra dưới hình thức gián đoạn kinh tế và chính trị đồng thời kêu gọi các nhà phát triển hợp tác với các nhà hoạch định chính sách về quản trị và cơ quan quản lý những người đồng ý thư ngõ bao gồm giám đốc điều hành stability ai ông imad mostaki các nhà nghiên cứu tại Google DeepMind thuộc sở hữu của Alphabet và những nhân vật nặng ký về AI là Joshua Bengio, thường được gọi là một trong những bố già của AI và ông Stuart Russell, người tiên phong nghiên cứu trong lĩnh vực này. Những lo ngại này xuất hiện khi lực lượng cảnh sát Liên hiệp châu Âu EU Europol hôm 27 tháng 3 cùng tham gia lên tiếng về những lo ngại về đạo đức và pháp lý đối với AI tiên tiến như ChatGPT, cảnh báo về khả năng lạm dụng hệ thống trong các nỗ lực lừa đảo, thông tin sai lệch và tội phạm mạng. Kể từ khi được tung ra vào năm ngoái, ChatGPT của OpenAI đã thúc đẩy các đối thủ tăng tốc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn tương tự và các công ty tích hợp các mô hình AI tổng quát vào sản phẩm của họ. Tòa Thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francisco bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ điều trị tại bệnh viện trong vài ngày. Thông tin cho biết, Giáo hoàng Francisco được thăm khám tại bệnh viện Gemelli ở thủ đô Rome của Italy hôm 29 tháng 3. Sau nhiều ngày than phiền về tình trạng khó thở, xét nghiệm cho thấy ngài bị viêm đường hô hấp nhưng không mắc Covid-19. Giáo hoàng Francisco rất xúc động và muốn bày tỏ sự biết ơn những thông điệp gửi đến ông. Thông cáo của Tòa Thánh Vatican có đoạn viết: Giới chức Vatican trước đó nói rằng Giáo hoàng Francisco đến bệnh viện khám sức khỏe theo kế hoạch, trong khi truyền thông Italy nói rằng ngài được xe cứu thương đưa tới viện sau khi hủy một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào phút chót. Giáo hoàng Francisco trước đó vẫn xuất hiện trong tình trạng sức khỏe tốt trước các tín hữu ở Quảng trường Thánh Peter ở Vatican giáo hoàng Francisco thỉnh thoảng bị hụt hơi, khó thở và thường dễ gặp các vấn đề nhiễm trùng đường hô hấp do ngài từng bị viêm màng phổi và phải cắt một phần phổi hồi năm 21 tuổi. Đợt vào viện điều trị diễn ra trước tuần thánh với cao điểm là lễ phục sinh ngày 9 tháng 4, đặt ra những lo ngại rằng giáo hoàng Francisco sẽ không thể chủ trì các buổi lễ như truyền thống. Sức khỏe của giáo hoàng Francisco, 86 tuổi, là đề tài thu hút nhiều chú ý trong hai năm qua, ngay từng phải nhập viện để tiến hành ca phẫu thuật đại tràng hồi tháng 7 năm 2021, Giáo hoàng Francisco cũng bị chứng đau thần kinh tọa dẫn tới những cơn đau nhức chân khi di chuyển.